Những gì tôi trình bày nãy giờ mọi người có gì không hiểu không? Chết rồi, tôi quên tắt chuông điện thoại, xin lỗi mọi người nha. Xin lỗi. Chết. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Cậu Khánh, cậu có biết cuộc họp này rất quan trọng không? Trước khi diễn ra cuộc họp, tôi đã dặn mọi người như thế nào? Tất cả điện thoại để chế độ im lặng. Tại sao cậu vẫn để tình trạng này xảy ra? Cũng may là hôm nay không có khách hàng ngồi đây. Nếu như mà khách hàng ngồi đây thì bộ mặt công ty để đâu? Tôi xin lỗi mọi người nha. Cậu con mà rút kinh nghiệm nha. Bây giờ tất cả kiểm tra điện thoại lại cho tôi. Nếu còn để tình trạng này xảy ra thì đừng có trách tôi đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc họp. Anh nghe nè. Anh làm cái gì mà tôi gọi điện không bắt máy? Nay anh ăn gan trời ha. Anh dám tắt điện thoại của tôi hay là anh đi hú hí nhân nhỏ nào? Tắt điện thoại nào? Anh đã nói với em á là hôm nay anh có cuộc họp quan trọng mà. Đang họp luôn, em gọi anh đâu có nghe được. Họp lúc nào cũng họp hết. Biết có phải là họp không? Hay là anh đang trong phòng rồi họp với nhỏ nào trên giường đúng không? Trời ơi trời, đang ở trong công ty làm việc mà, trong phòng nào em vô lý vừa phải rồi chứ. Ủa, anh Khánh, đi thôi, trễ rồi. Đợi tôi xíu nha. Tôi ra ngoài đợi nha, nhanh lên đó. Đợi tôi xíu nha. Thôi anh đi ạ. Giọng nhỏ nào vậy? Nhỏ nào? Nói vừa mới nói kìa. Trời ơi, đồng nghiệp đó. Tôi biết ngay mà, chắc chắn là anh đi với gái. Anh hay lắm, anh về nhà gấp cho tôi, lấy lên. Thôi à, anh đi, đó anh về. 2, 3, bây giờ mình vô một cái nè. Chúc mừng cho thành công lần này. Mà công lớn là nhờ chị Thư đó nha. Chứ sao nữa, chị Thư của em á là quá xuất sắc luôn nha. Một dự án lớn như vậy á mà chị Thư làm trong rớp trẻn hả? Vậy mời chị Thư một cái hả? Vô. Vô, nhưng mà mọi người ơi, tôi hôm nay là tôi chỉ nhấp môi chút xíu thôi, tại tôi không biết uống á. Mọi người cứ vui vẻ ha. Ngại cái gì, hôm nay ngày vui mà. Uống với Khánh một cái đi Thư. Ok, vô. Vui là được. Đúng rồi, chị cứ nhấp môi đi. Có gì anh Khánh anh nhắm mắt cho. Nhấp môi nè. Sao? Rõ hết rồi ha. Mấy người dám tụ tập ở đây à? Nhấp môi nè. Cái con này dám mãi tình với chồng của tao. Em bình tĩnh. Bôi ra đây. Em bình tĩnh, có cái gì nói, làm cái gì vậy? Tôi gọi điện cho anh, tôi kêu anh về nhà, anh dám tắt máy. Rồi bây giờ anh ở đây anh nhậu nhẹt, anh nói uống nhấp môi với nó hả? Trời ơi. Cái lúc mà gọi điện á, tôi nghe cái giọng phụ nữ là tôi nghi rồi. Nhưng mà tôi không ngờ là sự thật. Bây giờ sao? Bây giờ mấy người muốn cái gì? Mấy người dám ngoại tình hả? Mấy người dám ngoại tình hả? Còn hai cái con người kia nữa, mấy người thừa biết á, tôi là người yêu của anh Khánh. Mà mấy người vẫn bao che cho hai người này ngoại tình với nhau đúng không? Ngày hôm nay mấy người này. Trời ơi chị, chị bình tĩnh đi. Mọi chuyện á không phải như chị nghĩ đâu. Tôi thấy rõ ràng vậy mà nghĩ cái gì? Chị bình tĩnh lại đi. Hiểu lầm thiệt đó chị. Tụi em chỉ là ăn uống vui vẻ bình thường thôi, chứ có ngoại tình rồi bao che với nhau đâu. Nói nữa hả? Đúng rồi đó em. Đủ rồi đó. Cô nhìn đi, có ai ngoại tình trai gái mà dắt cả phòng đi ăn như vậy không? Chứ không lẽ mày nói mày ngoại tình, mày còn cãi nữa. Trời ơi là con tất cả cái nách cái mày ra. Bình tĩnh nghe nói. Em ơi, anh xin em nói em bình tĩnh được không? Em không nhớ ngày hôm qua anh nói gì em sao? Anh nói là sau cuộc họp là tụi anh có cuộc liên hoan với nhau mà. Anh rủ em đi, em nói em ngại em không đi mà. Tới nhà hàng anh cũng đã nhắn tin với em. Anh nhắn cái địa chỉ cho em luôn. Anh tưởng em tới đây nhập tiệc với mọi người, tới đây em ghen tuông bậy bạ cái gì vậy? Tôi không cần biết, nói chung là mấy người lừa dối tôi. Anh ngoại tình. Bây giờ muốn cái gì á, về nhà nói chuyện. Xin lỗi mọi người nha, mình gặp sau. Còn về nhà nữa, bây giờ làm rõ đây luôn đi, không có về nhà gì hết. Anh tạ tôi ra, buông ra. Quá trời quá đất cái nết của bạn. Tính ra chơi cái trò đó sướng ha. Sướng gì sướng. Tính ra là hồi giờ tôi chơi rất là giỏi luôn á. Mà không hiểu sao bữa nay lại thua nữa. Chắc là tại anh á, anh xui đúng không? Thôi xui cái đổi thừa người ta. Nước của anh chị nè. Nhiêu tiền em? Nè, khỏi thói. Dạ, cảm ơn. Thôi, mình đi thôi. Chắc mọi người đợi cũng lâu lắm rồi. Đây, để sách cho mẹ. Chưa, buông tay ra. Để tôi, từ đây về công ty xa lắm, anh sách không có nổi đâu. Thôi, để tôi sách cho mẹ. Anh trả tiền rồi, để tôi sách cho. Đàn ông cho sách đi. Để tôi sách cho. Thôi em. Bây giờ tôi bắt tại trận rồi đó. Anh còn chối nữa không? Bộ công ty mấy người hết người hay sao mà lúc nào hai người cũng đi kè kè với nhau vậy? Mấy người lợi dụng việc đi làm để hẹn hò ngoại tình với nhau đúng không? Ê, không phải như vậy, em hiểu lầm rồi. Anh với Thư là đi mua cà phê chung với nhau. Đừng ghen tuông nữa được không? Mau xin lỗi Thư đi. Anh với Thư trong sáng mà không có chuyện gì hết. Tại sao tôi phải xin lỗi? Nó là người sai mà. Em im đi, nếu không tin anh nữa thì đừng yêu. Anh Khánh, hiểu lầm thôi, đừng có nặng lời với Trâm.
Mày còn giả nhân giả nghĩa nữa, ngày hôm nay mình không có tha cho mày. Mày con đừng. Em dừng tay lại đi, ngoài đường đó. Anh còn binh vực nó nữa hả? Bây giờ tôi thất vọng vì anh thiệt đó. Bộ anh quên á, ngày xưa đã hứa với tôi những gì, để rồi bây giờ làm sai trái lại hết hả? Trâm à. Làm bạn gái anh nha. Anh biết á, là em từng bị người yêu cũ phản bội. Anh sẽ chữa lành vết thương đó cho em. Anh sẽ bù đắp tất cả để cho em cảm thấy ở bên anh á an toàn như thế nào. Nhưng mà em sợ. Em đừng sợ. Em thử mở lòng thêm một lần nữa đi. Anh hứa sau này á, đi đâu làm gì với ai, anh cũng dẫn em theo. Tất cả các trang mạng xã hội của anh, anh đưa cho em quản lý hết. Như vậy đủ an toàn chứ? Chắc là tới lúc mình phải quên đi quá khứ đau buồn và cho anh ấy một cơ hội. Anh cảm ơn em. Anh cũng thực hiện đúng lời hứa rồi còn gì? Không lẽ bạn bè đồng nghiệp bình thường anh giao tiếp bình thường không được hay sao? Đây không phải là bạn bè bình thường, rõ ràng là hai người đang gian gian díu díu với nhau. Con cặp ấy. Ủa anh Khánh, sao hai người đi lâu quá vậy? Ủa mà có chuyện gì vậy anh Khánh? Thì ngoại tình với nhau nè, là cái gì nữa mà hỏi? Ngoại tình? Ủa là sao? Sao? Nói đi kìa. Ngoại tình ở trong công ty chưa đã, bây giờ ra ngoài đường vẫn còn tiếp tục ngoại tình với nhau hả? Nói đi. Còn chối nữa không? Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Là tại vì tụi em chơi game á, anh Khánh với lại chị Thư bị thua, cho nên là phải đi ra mua cà phê á, để trả kèo lại thôi à, chứ không phải ngoại tình gì đâu chị. Dạ đúng rồi đó chị. Hay là Thư về công ty trước đi, cho Khánh xin lỗi nha. À thôi, mấy đứa đem cà phê về cho mọi người, nói mọi người á cho anh xin lỗi vì sự chậm trễ này. Để tụi em đem về cho nha. Dạ. Để nói cho tôi, không có ai đụng tới cà phê hết. Bây giờ ở đây giải quyết cái chuyện ngoài tình này cho rõ ràng đi. Rồi muốn đi đâu làm cái gì đó thì làm, tôi không có bỏ qua đâu. Chị Thư đây á, đã có chồng có gia đình rồi. Hơn nữa là chồng chị Thư rất là giàu có, còn đẹp trai nữa. Nghĩ sao mà ngoại tình với chồng chị được. Thôi được rồi, hai người tự giải quyết với nhau đi. Mình đi về, có cuộc họp quan trọng với khách hàng đó. Em nghe rõ chưa? Nghe mọi người nói gì chưa? Tại em ghen. Em quá nông nổi rồi. Em không tìm hiểu rõ sự thật. Chưa gì chứ em làm đung như vậy. Thật sự là anh mệt mỏi lắm luôn á. Em ghen em cảm thấy mệt không? Anh mệt hơn em nữa. Anh đi đâu làm cái gì anh cũng báo cáo cho em biết hết. Anh làm gì có lỗi với em chưa? Chưa bao giờ có. Mà tại sao em đối xử với anh như vậy? Tại vì em yêu anh quá nên em mù quáng, nên em suy nghĩ lung tung rồi gan bậy bạ như vậy. Nhưng mà em hứa là từ giờ trở về sau chuyện gì em cũng suy xét kỹ càng rồi mới làm, chứ em không có lập chụp như vậy nữa. Anh đừng có giận em nha. Em xin lỗi. Nha. Lần này thôi đó nha. Còn lần nữa đó là anh bỏ đi trong im lặng. Em hứa, nếu như mà em tái phạm lần nữa, anh bỏ em luôn cũng được. Em không nói gì đâu nha. Anh đi làm nha, rồi chiều về sớm á, em nấu lẩu gà lá é cho anh nha. Được á. Thôi, để chiều anh về sớm. Anh đi làm nha.